Hôm nay mình đi chợ để kiếm cho con Quyền chân chiếc xe đạp mới. Chiếc xe đạp hổm tập đó là hơi nhỏ, thì lúc tập thì dùng chiếc xe đó tập thử thì thấy ok thì nó biết chạy rồi. Bây giờ mình đi ra mình kiếm một chiếc to to hơn, cái bánh nó cao hơn một chút. Thì ở đây nó có mấy mẫu để mình lựa. Cái chiếc mà Quyền Trân thấy thích đó thì nó nằm tuốt ở trên cao, cái chiếc thứ hai ở ngoài đếm vô chiếc thứ hai màu xanh xanh đó, mà mình phải kêu nhân viên tới lấy chứ mình không có lấy xuống được. Tìm ra chiếc nào chưa? You like the one up there? Okay, we're gonna have the staff take it down. We're gonna try them out. Yeah. Pretty soon. Yeah, that one look pretty. Bây giờ có cái cô nhân viên tới giúp mình lấy xuống. Hàng lát cũng có thể thử, cũng có thể thử. Chiếc màu tím tím á hả? Ý màu xanh đó cái. Chứ nó nhìn thấy đẹp á. Này để bán xe đạp và trưng bày trên cao, mỗi lần bán là phải có nhân viên lấy xuống cho mình thử chứ mình đâu có tự lấy xuống được, phải lên xuống ở trên cao lấy xuống. Người trên một người dưới lấy xuống thử. Chỉnh cao cao lên cho cái chân cho mình sẽ thẳng vô cái chân. You found your bike, huh? Cool. Đang kiếm được cái bike rồi, xuống quá. Cái màu nó đẹp á. Không, đó là cái xe cho nít dạy mà đâu có cái yên. Chị mommy đạp được kìa, mommy đạp được kìa. Mới cho Quyền Trân hay vừa gửi Quyền Trân luôn. Bây giờ mình sẽ chở Quyền Trân ra bên ngoài để tập và đạp lại.
Hôm nay Quyền Trân tiếp tục đạp tập đạp xe đạp ở trên đường lộ xi măng luôn, khỏi cần xuống biển. Đâu trái view. Yeah. You want to get up. First you do like that. Yeah, that make it for easy for you to step up. Yeah. You're 6 years old without chân thì tập chạy xe, còn Thiện Mỹ thì chạy chiếu trước sân ngồi ăn cơm, sướng không? Be careful. Tập cho Kylie chạy xe đạp mà nó không có để ý đạp, nó ý dòm đâu không à. Yeah, nó đâu có dòm đâu. Quyền Trân giỏi quá mà. Tập có nửa tiếng là biết chạy xe rồi. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.